Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc Bún. Hôm nay thì chúng mình sẽ có một cái Shopee haul nho nhỏ. Những cái em áo khoác mà mình mua được ở trên Shopee, những cái em áo này thì mình mua ở một cái shop Việt Nam. Ship khoảng tầm 2 đến 3 ngày thì đã tới rồi, nên là mọi người không phải lo lắng là nó sẽ không về kịp trước Tết nhé. Và đặc biệt hơn thì những cái em áo này thì là made in Việt Nam, chất lượng rất là ok, nên là hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người. Ok, chúng ta cùng bắt tay vào cái haul lần này luôn nhé. Sản phẩm đầu tiên trong cái haul lần này là một cái em áo khoác. Kiểu của em này thì là bomber, và cái màu thì mình thấy là phối cũng rất là xinh. Cái em áo này ở trên Shopee thì mình thấy là còn có hai cái màu nữa. Với em áo khoác này thì mọi người có thể mặc đôi cũng rất là ok, bởi vì là em này thì có hai size, một cái size M dành cho những bạn mà dưới 65 cân và một cái là size XL dành cho những bạn là trên 80 cân, là mọi người có thể mặc đôi cũng rất là ok. Em áo này thì mình mua với giá rất là rẻ, chỉ có là 189.000. Mình thấy là đây là một cái giá khá là hợp lý cho một cái em áo khoác. Chuyển sang em áo khoác tiếp theo trong cái haul lần này, ở trên Shopee thì mình thấy là em này có khá là nhiều màu, hình như là 5 hay 6 màu gì đấy. Mình sẽ chèn hình đây cho mọi người nhé. Và cái màu hôm nay mình lựa chọn đấy là một cái màu hồng pastel rất xinh. Cái em áo khoác này thì là dáng free size, là những bạn từ 45 cân cho tới 75 cân thì mình thấy là mặc em áo này cũng ok, nhưng mình thì mặc sẽ hơi qua mông một chút xíu. Em áo khoác này thì có hai lớp và khá là dày dặn. Cái chất của em này thì nó kiểu hơi nhung nhung một chút, và ở trên áo thì còn có những cái đường gân nữa, nhìn khá là hay ho. Em áo khoác này thì mình mua với giá là 200.000. Mình thấy là đây là một cái mức giá khá là hợp lý. Và một cái điểm đặc biệt của những cái em áo khoác ở trong cái haul lần này thì đều có túi ở bên trong, là nếu mọi người muốn đựng điện thoại này hoặc là đựng ví mà sợ bị rơi thì mọi người có thể để vào cái túi ở bên trong này. Chuyển sang sản phẩm tiếp theo trong cái haul lần này lại là một cái em áo khoác màu hồng nữa, nhưng mà cái chất của em áo này thì nó sẽ khác với cái em hồi nãy. Cái chất của em áo này thì là dù kaki, mà chúng mình hay gọi đấy là áo khoác gió ấy. Mặc dù có hai lớp nhưng mà cái chất của em này thì hơi mỏng, là thích hợp cho chúng mình mặc vào những cái thời tiết nó hơi se lạnh một chút, hoặc là có thể mặc làm áo khoác nắng vào mùa hè, mình thấy cũng rất phù hợp. Em áo này thì mình thấy là có 5 màu tất cả, và mình mua với giá là 209.000. Và mình thấy là chỉ có một size duy nhất thôi. Những bạn khoảng tầm từ 65 cân đổ xuống thì mặc em áo này sẽ rất xinh. Còn những bạn mà nặng hơn 65 cân thì mình nghĩ là sẽ không phù hợp với em áo khoác này. Với em áo khoác này thì mọi người có thể mặc theo hai kiểu khác nhau. Kiểu đầu tiên thì mọi người có thể mặc giống mình trong video này, đấy là mặc theo kiểu dáng suông. Và kiểu thứ hai thì mọi người có thể kéo cái dây chun ở bên dưới áo vào và mặc theo kiểu dáng ôm nhé. Mình thấy cách nào cũng rất xinh, nên là mọi người có thể tham khảo một trong hai cách. Sản phẩm tiếp theo trong cái haul lần này là một cái em áo khoác màu xanh pastel. Mình thấy là đây là một cái màu mà dạo gần đây được khá là nhiều bạn yêu thích. Cái chất của em áo này thì là kaki cotton 100%, và đây là cái chất áo mình thấy là dày dặn nhất ở trong cái haul lần này. Cái em áo này thì mình mua với giá là 209.000, và ở trên Shopee thì mình thấy là em này phải có tới là 13 màu. Những cái màu của em áo này thì mình thấy là đều rất xinh, và mình thấy là em này thì còn có 3 size cho mọi người lựa chọn, là FML, là mọi người có thể lựa chọn cái em áo có màu và kích thước phù hợp với mọi người nhất nhé. Chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang em áo khoác cuối cùng ở trong cái haul lần này. Em áo này thì có màu khá là rực rỡ so với những em áo từ đầu video cho tới bây giờ. Cái kiểu loang màu như thế này thì đã rất là hot từ hè, và tới bây giờ chuyển sang áo khoác thì nó vẫn chưa có hạ nhiệt. Em áo này thì mình mua với giá là 199.000. Mình thấy đây là một cái mức giá hợp lý cho một cái em áo khoác với chất nỉ bông dày dặn hai lớp như thế này. Ngoài hai cái túi ở phía trước thì em nó còn có hai cái túi bên trong rất là to, là chúng mình có thể bỏ được rất là nhiều đồ. Nói chung là đây là một cái em áo free size, là mọi người có thể mặc từ 75 cân đủ xuống thì mặc em áo này sẽ rất là xinh. Với em áo này thì mọi người có thể mặc đôi, bởi vì là nam nữ đều có thể mặc được hết ý. Ok, vậy là mình đã hoàn thành xong video hôm nay. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Đừng quên like, share và subscribe YouTube của mình, và vào nút chuông để nhận thông báo mỗi khi mình ra video mới nhé. Còn bây giờ thì bye bye.